chúng ta đã tìm hiểu điều kiện để ra đời cái chủ nghĩa thực dụng. Vậy thì chủ nghĩa thực dụng nó là một trào lưu triết học mang màu sắc đặc biệt của Mỹ. Nó đóng góp đáng kể vào lịch sử triết học của thế giới và sự hình thành nền văn hóa ở Mỹ. Và ở ngày nay, nước ta để mở cửa hội nhập ấy, cộng đồng quốc tế mà nước Mỹ là thành viên quan trọng của nó, cho nên về thực hiện giao lưu văn hóa với thế giới, chúng ta không thể nào không biết đến cái chủ nghĩa thực dụng được. Vì chủ nghĩa thực dụng nó thấm sâu không chỉ vào lối sống mà còn cả hoạt động khoa học, kỹ thuật, kinh tế của nước Mỹ và nhiều nước khác. Khi nền kinh tế thị trường của chúng ta phát triển, thì trong một bộ phận thanh niên đã nảy sinh một số nét của tâm lý thực dụng, xem ra là không được làm hạnh, đi ngược lại với truyền thống đạo đức của chúng ta. Chữ thực dụng trong ngôn ngữ Việt Nam thuộc là tiếng, nó thông thường là có những tình cảm riêng, không thể nào trùng hợp được với thực dụng. Cái tư cách trào lưu triết học, nó có một chiều dài lịch sử khái niệm của nó. Sự nhầm lẫn đó không có lợi cho việc khắc phục những hiệu quả của mặt tiêu cực đời sống tâm lý của ta, mà còn cũng không cho phép ta hiểu thấu đáo được một trào lưu triết học trên thế giới. Vậy thì những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa thực dụng. Chủ nghĩa thực dụng muốn khắc phục được cái chủ nghĩa nhị nguyên trong triết học truyền thống, luôn đối lập với kinh nghiệm và tự nhiên. Xem hai bản nguyên đó thì ta thấy được hai lĩnh vực khác nhau. Đó là Dewey đã đề xuất cái lý luận mang tên là chủ nghĩa kinh nghiệm tự nhiên, cho rằng chủ thể và đối tượng, hoặc hữu cơ và hoàn cảnh, kinh nghiệm và tự nhiên gắn với nhau thành chỉnh thống nhất và không thể chia cắt. Mối liên hệ của chúng là mang tính chất liên tục. Từ những chủ nghĩa nhất nguyên trên thì chủ nghĩa thực dụng đã mở rộng khái niệm kinh nghiệm của hiện tượng. Người ta cho rằng kinh nghiệm không chỉ mang lại một ý nghĩa do nhận thức, mà nó còn có một ý nghĩa nữa là do vô thức đưa lại, ví dụ như ý chí, tưởng tượng, tín ngưỡng, vân vân. Kinh nghiệm không chỉ bộc lộ khuynh hướng chủ nghĩa duy lý, mà nó còn có chủ nghĩa phi duy lý. Ý nghĩa của Berisser nó không phải là vốn có của đối tượng đâu. Ký hiệu này là ký hiệu mà là những cách thức được xã hội đưa lại, là những giá trị do con người mang lại thông qua thực tiễn để tạo ra, để mặc cho đối tượng. Thực tiễn thì chủ nghĩa thực dụng là hành động, là hành vi của con người với tư cách là một hữu cơ chịu kích thích của hoàn cảnh và phản ứng lại hoàn cảnh. Kích thích tức là phản ứng lại chính cái nội dung cơ bản của kinh nghiệm. Sự phản ứng lại của thực tiễn của con người không chỉ bằng bản năng mà còn bằng tư duy, suy luận, cũng là một phản ứng của kích thích đặc thù. Chủ nghĩa ngẫu nhiên là do Berisser đề xướng nhằm chứng minh tính tiềm ẩn, tính tự phát, tính khả năng mạnh mẽ của kích thích phản ứng trong thực hiện, trong hành động của con người. Đã là con người trí tuệ thì bao giờ cũng chỉ quan tâm tới ý nghĩa kinh nghiệm. Hành động của nó không thể không tạo ra được những hậu quả thực hiện, mang lại tính hữu ích, tính tác dụng. Những kết quả thực hiện đó là những ý nghĩa, những giá trị cơ bản cảm nhận đến mức nhân, và đó là giá trị tiền mặt. Tất cả các nhà thực dụng đều nhất trí rằng giá trị thực tiễn đó là tiêu chuẩn chân lý. Chân lý như vậy là cụ thể, là tương đối, không thể có chân lý tuyệt đối trừu tượng. Dường như đoán được những kẻ bất lương sẽ sử dụng những luận lý về chân lý để nói về chủ nghĩa trong cổ của mình, để biện hộ cho mục đích phụ lợi tầm thường. John Dewey đã khẳng định những hiệu quả thực tiễn không nhằm để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân, mục tiêu nhân nào mà cho con người, cho đại chúng. Luận đề này mang màu sắc nhân bản rõ ràng. Chủ nghĩa thực dụng phê phán lý luận về chân lý chủ nghĩa duy ly
vì chủ nghĩa duy lý cho đã chủ nghĩa duy lý đã chỉ đưa ra được những chân lý tiêu thường, cái cứng với những phạm trù có sẵn được xác định. Trái lại, chủ nghĩa thực chúng là cụ thể vì nó căn cứ vào hậu quả thực tiễn, hậu quả cảm tính của một con người, nó có giá trị ngay ở trong con người. Đối với chủ nghĩa thực dụng, chân lý là cụ thể, cho nên cũng là đa nguyên, nhưng vẫn là tính chất nhất nguyên, hiệu quả thực tiễn của nó. Nhưng quý ví cái chân lý này như hành lang trong khách sạn này. Ở đó tuy nhiều người rất khác nhau về tín ngưỡng, về nghề nghiệp, về ý thức hệ, nhưng đều đi lại trong cái hành lang chung, đó gọi là chân lý thực tiễn. Nhưng làm thế nào để đạt được cái chân lý đó? Thì Benisher đã cho rằng đó là con đường của phương pháp khoa học mà ông gọi là điều tra thăm dò, nhằm để xác lập một cái niềm tin, và chính giá trị này đã đảm bảo tính khả tính của chân lý. Trên con đường thăm dò và điều tra, con người gặp biết bao nhiêu cạm bẫy và bao nhiêu hoài nghi đó có thể khắc phục khi mà đạt được cái niềm tin vững chắc vào thực tiễn, đạt được những giá trị thực tiễn để tiếp tục hành động tiến lên phía trước. Hoài nghi của Descartes nhằm đạt được cái sự minh nhiên, tức là chân lý bằng sức mạnh của lý trí. Benisher không chỉ chia sẻ cái luận đề đó mà còn cho rằng niềm tin mới là các minh nhiên được xác lập dựa trên các cơ sở thực tiễn của kinh nghiệm. Niềm tin và chân lý đối với chủ nghĩa thực dụng bao giờ cũng là tương đối, cho nên trong thăm dò, trong các hoạt động, kể cả hoạt động khoa học, phải chấp nhận cái chủ nghĩa sai lầm. Niềm tin nói chung và dòng ý thức, khái niệm của James đã nảy sinh từ thực tiễn, từ kinh nghiệm, từ phản ứng con người trước hoàn cảnh. Do đó, ở đây, sự thống ngự một cách ngẫu nhiên, vì vậy, cũng như nhiều nhà hiện tượng học, James quan niệm chỉ có thể thông hiểu nó, chứ không thể giải thích nó theo tính nhân quả được. Lý luận về niềm tin không chỉ xuất hiện đột xuất trong chủ nghĩa thực dụng, mà nó có thể nói trong cả hệ thống truyền thống văn hóa lý. Nếu ta nhìn vào các trào lưu triết học khác, ví dụ Thomas Kuhn trong cái trường phái lịch sử của chủ nghĩa hậu thực chứng đã nói về niềm tin khoa học, xã hội khoa học trong thực hiện hệ chuẩn khoa học. Nhà triết học Tillich viết niềm tin đó là chính chúng ta phải là chúng ta, chính chúng ta phải định đoạt con đường của ta. Phải chăng niềm tin ở người thân lập thân ấy đã trở thành tính cách của con người của nền văn hóa Mỹ, từ tiền đề nhận thức thực tiễn và về kinh nghiệm xã hội chủ nghĩa thực dụng đã đề xuất những kiến giải về đạo đức, về tôn giáo và cả hệ thống chính trị xã hội. Về đạo đức, James cho rằng đạo đức là một giá trị của thực tiễn của con người trước hoàn cảnh. Ông không chấp nhận quan niệm về đạo đức của chủ nghĩa duy lý, vì vậy James coi cái thiện cái ác không phải là khái niệm có sẵn mà là phản ứng nhằm thỏa mãn nhu cầu thực tiễn của con người. Về tôn giáo, James xác định quan niệm tôn giáo gắn liền với ý thức đạo đức, cũng như đạo đức tôn giáo không có mục đích nào là thỏa mãn cái nhu cầu thực tiễn của con người, cũng để chống lại chủ nghĩa duy lý, và cho rằng tình cảm tôn giáo nảy sinh tức thời từ vô thức của bản thân chủ thể. Ông không tán thành quan điểm của chủ nghĩa hữu thần coi Chúa như một sức mạnh tinh thần tuyệt đối. Theo James, Chúa là một loại hy vọng, là giả thiết có ích, cũng được kiểm chứng bằng hiệu quả thực tiễn của con người. John Dewey là một nhà triết học thực dụng, viết nên nhiều hơn cả về chính trị. Ông đề xuất chủ nghĩa đa nguyên xã hội, chủ nghĩa tiến hóa xã hội, từ đó xây dựng lý luận về dân chủ tự do, coi chủ quyền của nhân dân và giá trị đạo đức là nền tảng. Ông bác bỏ chủ nghĩa duy lý bởi vì các loại triết học đều dựa vào chân lý để rút ra khái niệm nguyên tắc logic có sẵn. Ông kiên trì phương pháp thăm dò điều tra chủ nghĩa thực dụng, có nghĩa là xuất phát từ phản ứng con người trong hoàn cảnh xã hội đặc thù để thấy được những giá trị dân chủ tự do giúp cho con người thành công, xã hội bền vững, tiến bộ trong xã hội. Vậy thì cái chủ nghĩa thực dụng nó ảnh hưởng như thế nào đến với thế giới? Thì việc mà khái niệm hóa cái kinh nghiệm nhằm để đạt được một nguyên tắc bền vững chủ nghĩa thực dụng ấy, thỏa mãn nhu cầu thực tiễn và cảm tính của con người, những tiếp cận về chủ nghĩa thực dụng
làm rõ hơn nhận xét về chủ nghĩa duy lý, không đối lập tuyệt đối mà còn tăng cường từ điểm quan trọng chủ nghĩa duy lý, hai phương hướng đó bổ sung nhau và dựa vào nhau để đáp ứng sự phát triển của xã hội chúng ta hiện tại. Chủ nghĩa duy lý đã phát triển và đã lại nhiều dấu ấn đã tạo nên thuyết học chủ nghĩa sơ sinh, hiện tượng học chủ nghĩa thực chứng, chủ nghĩa thực tại mới, chủ nghĩa khai mở, chủ nghĩa mát, phát minh đức Gaia và pháp. Thì ở Việt Nam chúng tôi thực dụng chúng tôi đề cập trên một số sách báo cho đến trình về đề tài ứng dụng các văn đại học của ngoài, nhưng đa số là các bài viết là ở mức độ giới thiệu thôi, và nhìn nhận mình nó còn đưa ra những ứng dụng chứng thêm mới để đảm bảo cái tính thuyết phục khách quan. Nhưng ở đây do giới hạn của đề và phạm vi thì nhiều khía cạnh văn hóa tương như Mỹ nên mình không sâu vào nghiên cứu bài viết này cũng như sự ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng đối với Việt Nam. Mà chỉ xét là cái chủ nghĩa thực dụng được đưa đến khái niệm đó thôi, thì trong việc giải thích kinh nghiệm của con người, người ta đang là xác lập cái khái niệm và phạm trù, tức là chủ nghĩa khái niệm đã làm phạm trù đó tương ứng với những việc đặt thực hiện là đảm bảo tính khách quan và tính chính xác của cả hai nghĩa. Vậy thì ta sẽ thấy được một cái mới mà so với cái chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, đó là chủ nghĩa DDW này, chủ nghĩa thực thực dụng này, DDW này coi cho chân lý đã công cụ là thực chất chất nhất thiết yếu của quan điểm của Nhân Sơ để cho chân lý DDW nhận xét về cho chân lý của quan điểm khái niệm để lý luận, không phải ở chỗ nó không phù hợp với thực tế khách quan hay không, mà là ở chỗ nó có gánh vác được thứ nhiều nhiệm vụ là đạo công cụ cho hành vi con người hay không, quan niệm về chân lý của chủ nghĩa thực dụng không những là chủ quan mà còn có khuynh hướng tương đối đối với chủ nghĩa rõ rệt. Những người theo chủ nghĩa thực dụng cho rằng chân lý là cái thỏa mãn nhất mà con người cảm nhận được trong cái thời điểm và trong trường hợp thực thể do con người hứng thú là lợi ích khác nhau, cho nên các loại chân lý tùy theo nhu cầu tạo hứng thú và lợi ích khác nhau, một quan niệm có ích cho đời sống của con người hay không tùy theo từng người từng thời gian địa điểm khác nhau. Thì có lại cái đạo lưu chủ nghĩa thực thực dụng là cái đạo lưu chủ nghĩa duy khoa học, đạo lưu chủ nghĩa nhân bản phản ánh mâu thuẫn sâu sắc của thế giới qua cái tiêu bản để thoát ra hoàn cảnh khó khăn trước học phương đây đã đang diễn biến theo ba hướng. Một là hợp đồng với trước học tôn giáo, hai là sự thâm nhập vào nhau các trường phái trước học, ba là thâm nhập vào những má phân vân tích cái diễn biến rất là sự phức tạp của văn hóa và thích hợp của trước học phương đây hiện đại. Có thể nhận thấy một số đặc trưng chủ nghĩa sau trước học phương đây hiện đại có ý đồ phù hợp lên chủ đối lập của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy cao tâm. Trước học phương đây hiện đại giải thích sai lệch và chống lại các phát triển chứng của chủ nghĩa mát với tư cách là hình thái ý thức tư sơ sản về giai đoạn sau tư sơ sản đông và mặt sâu sắc. Trước học phương đây hiện đại không còn mang một ý thức luận luận thống nhất và hoàn chỉnh nữa, nó là cái hình thái ý thức của giai cấp tư sản mang quân hướng chính trị của các trường phái mang lại sát khác biệt nhất định. Như vậy trước học phương tây mà chúng ta thực chứng là hàng đầu đã phản ánh được một số vấn đề mới của hiện đại hiện nay, đã có những điều hỏi đã đạt được thành quả nhận thức nhất định sau hạn chế và lập trường giai cấp, nên nếu không đưa ra được câu trả lời cho khoa học các vấn đề càng không chỉ ra được cái phương hướng phát triển của nhân loại sự sự thực đó một lần nữa chứng minh vai trò trong cặp mắt trong cái thời đại hiện nay. Còn nói về cái ví dụ hoài nghi và niềm tin thì cái sơ sơ là xem xét các phương pháp khác nhau để khắc phục và hoài nghi về hiện thực để đạt được cái niềm tin vững chắc. Phương pháp thứ nhất là phương pháp kiên định, cố chấp bảo vệ đến cùng quan điểm của mình, bỏ ra ngoài tai ngoài sự tư vấn. Phương pháp này nhằm đạt được mục tiêu nhanh chóng nhưng nó khó áp dụng trong mọi hoạt động, một khi đã trở thành cái phổ biến
trong các chi liền mọi một quyền là thật cái nhân nào đó được thiết lập cho nên những cái kênh có tính của đồ chơi đó có tất cả và tương tự những người không đồng ý kiến mức mức độ thành công cũng không phải ngày khá cao nhưng chưa hẳn một cái thuyết phục có cái tưởng tượng xã hội khác nhau phương pháp tưởng tượng ra là kinh nghiệm hình thành nhờ các căn cứ nguyên lý tưởng tượng đó hạn chế phương pháp này khó tìm ra được cái tính chất chung nhưng các nhà tư tưởng không có khắc phục sự tuy nhiên chủ quan trong cái nghiên cứu giải quyết vấn đề để đi tìm nhất trí thực tế thì còn có phương pháp khoa học nhất nhất ở đây chỉ sự nhất trí là đảm bảo hoàn toàn chính cái kiến thức của thế giới khoa thế giới là sự hòa hợp thì hiện tượng tồn tại khoa đó là thứ 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 nhất của phương pháp khoa học khác so với các phương pháp khác. Thì tuyên bố của Pfizer đã nói như thế này, để là ta tóm lại một cái cơ bản cái mới mẻ của người thợ dụng đó là để làm tư tưởng cái khái niệm trở nên thật rõ ràng, cần xác lập ý nghĩa của chúng ta nhiều cao ốc, xác định xem chúng là gì, ý nghĩa khái niệm tư tưởng thể hiện cái kết quả thực tế của chúng có con người, tư tưởng như vậy trên chân lý khoa học. Cho tới lấy niềm tin là cảm giác quan của chắc chắc niềm tin đang tới tính của thế giới trong quan niệm và thiết lập cho chân lý Pfizer đã nhấn mạnh câu hỏi các nhà chuyên môn các nhà khoa học cùng một làm việc một lĩnh vực nghiên cứu về mỗi tư tưởng ở đây thì trung tâm thực dụng còn dùng cái khái niệm kinh nghiệm tâm thức định nhằm cụ thể cái thế giới bên ngoài và môi trường khách quan đúng không? Về thực chất thì là đi theo con đường kinh nghiệm vi tâm của Bettergely sau thì về nhận thức có nhiều những khái niệm dùng trong quan điểm tâm lý học và sinh học để thiết kinh nghiệm cái kinh nghiệm không phải là kiến thức đâu không phải là khả năng của bộ óc con người với cái thế giới khách quan đâu mà là hoạt động tâm lý nào đó để thích ứng với các hoàn cảnh sự cơ đều và tính năng động của những kinh nghiệm chủ quan của kinh nghiệm đều là nhận xét rằng hoạt động thích ứng với các hoàn cảnh của con người khác với động vật là thích ứng với cái tiêu cực của thiên nhiên con người ở ý chí và trí tuệ của mình là tạo ra hoàn cảnh phát sinh sự thay đổi bất lợi cho đời sống con người cho nên cái kinh nghiệm của hình thành con người là do sự tác động lẫn nhau của con người và hoàn cảnh. Do vậy thì chúng ta thường dùng ấy khi đi tìm cái nguyên liệu cái tính năng động của cái kinh nghiệm đã thấu tiêu cơ sở quan của khách quan của kinh nghiệm họ nhận định rằng đối tượng cái kinh nghiệm là do cái chính xác tạo ra bản thân của kinh nghiệm là cái mà ở đó trả cái của mỗi độ trong hoạt động kinh nghiệm con người tập trung vào sự chú ý của mình vào những kinh nghiệm thích hợp với mục đích hứng thú những nguyện vọng của mình hơn nữa là làm cho một phần kinh nghiệm đã được cố định giảm cho nó vào địa vị độc của cá thể cho nên các cá thể đối tượng là một bộ phận ý chí chắc chắn từ kinh nghiệm còn một thực thể kinh nghiệm là ý chí là một đứng thương thú trong tâm tình vân vân chi phối hoạt động kinh nghiệm trong kinh nghiệm thôi như vậy công nghệ thực dụng đã tiêu chuẩn hóa tác dụng của ý chí con người nên là dùng ý tâm quan là dùng ý chí và đó cũng chính là cái hạn chế của công nghệ thực dụng trong cái đời sống ngày nay. Và ta nhắc lại một lần nữa là qua cái lịch sử phát triển của kinh tế thị trường này, người ta cho thấy là đây là một phong trào có tính năng động. Tuy nhiên có nhiều người nhà khoa học nhà triết học đã thay đổi muốn soi lên cái kinh tế thị trường thay đổi thành một nền nhân lạng về cái tính năng động của nó là nằm đối với vai trò của thực thể của cuộc sống tinh thần của con người và ông theo ông đó là đối tượng cho các học như vậy cùng với sự phát triển của chủ nghĩa duy lý về thổ phục và về kinh tế chính trị nhân học tức là con người luôn trở thành tố ý thức các căn bản của xã hội Mỹ và xã hội phương Tây hiện đại và trong chúng tôi thường dùng là biểu hiện ý nghĩa của mỗi bậc trên nó ở bài viết này mình có tham khảo
một bài viết của một tiến sĩ Trần Quốc Dũng của trường Đại học Khoa học Huế và nhiều và cùng với cái nhận xét suy nghĩ của thơm và chúng ta đã có được về tình hình tiêu dùng ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng nó đối với xã hội phương Tây và thế giới đối với con người. Nên là kết thúc.